Bát Tiên Truyền Kỳ phần 2. Trương Quả Lão thi triển thần thông, nhiều lần khiến vua Đường bội phục. Trong đạo gia có 8 vị tiên bất tử. Truyền thuyết kể lại rằng họ đều trải qua quá trình tu luyện gian khổ, buông bỏ mọi dục vọng chấp trước trên thế gian nên đắc đạo thành tiên, trường sinh bất tử. Bởi thế, Bát Tiên được coi là biểu tượng của trường sinh và điềm lành. Sự hiện diện của Bát Tiên đem đến bình yên và hạnh phúc cho dương gian. Truyền kỳ Bát Tiên có lẽ bắt đầu từ triều đại nhà Đường, và câu chuyện cũng thay đổi khác nhau qua từng triều đại. 8 vị tiên theo ấn bản sau đời nhà Minh là gồm có Lý Thiết Quải, Hán Trung Ly, Lã Động Tân, Hàn Tương Tử, Trương Quả Lão, Lam Thái Hòa, Hà Tiên Cô và Tào Quốc Cửu. Các vị rất khác nhau về bề ngoài và cá tính. Họ đều là đại tiên trong đạo gia và thường tụ hội, du ngoạn cùng với nhau. Các ông già bà lão thuật về chuyện Trương Quả Lão, khi các ông bà ấy còn nít, thì đã biết và gặp ông Trương, thường thấy ông cưỡi lừa trắng đi dạo khắp nơi. Điều kỳ lạ là khi cưỡi lừa, ông thường ngồi ngược chiều, quay mặt ra phía sau. Đến khi đi về tới nơi ở, ông liền đè bẹp con lừa, biến ra con lừa giấy, xếp cất vào khăn. Khi muốn đi chơi, ông lại lấy lừa giấy ra, phun nước vào thì hiện ra con lừa trắng. Khi các ông bà ấy già, vẫn gặp lại ông Trương giống y như trước, không già hơn chút nào. Thật ra ông đã đạt được phép trường sinh bất lão. Đến đời vua Đường Thái Tông, vui cho triệu ông vào triều, nhưng ông không chịu đến. Qua đời Võ Hậu, bà cũng biết tiếng ông Trương, nên cũng cho sứ giả đến triệu vào triều. Ông Trương đi được nửa đường thì chết, trong giây lát thi thể thối rữa hóa giòi. Sứ giả phải bỏ thay lại đó mà về triều tâu lại với Võ Hậu. Nhưng sau đó, người ta vẫn gặp ông Trương cưỡi lừa trắng đi dạo như thường. Đến đời Đường Minh Hoàng, vua sai quan là Bùi Ngộ đem chiếu đến rước ông Trương. Ông Trương giả chết, Bùi Ngộ thắp nhang khẩn cầu, ông Trương từ từ sống lại, nhưng không chịu đi. Bùi Ngộ không dám ép, đành trở về triều tâu lại. Đường Minh Hoàng lại sai hai sứ giả nữa là Dự Thông và Lưu Trang Huyền đem sắc chỉ đến rước nữa. Ông Trương thấy vua có lòng trọng vọng nên mới chịu tới, được nhà vua và bá quan kính trọng 10 phần. Minh Hoàng hỏi Trương Quả Lão về chuyện thần tiên, ông Trương ngồi làm thinh, nín hơi mấy bữa không chịu nói. Ngày kia Minh Hoàng làm tiệc đãi Trương Quả Lão, ông từ chối nói rằng: "Tôi không biết uống rượu, duy có học trò tôi, nó uống tới một đấu." Vua Minh Hoàng xin vời tới, giây phút có một đạo sĩ trẻ chừng 16 tuổi từ ngoài bay vào, ra mắt nhà vua. Trương Quả Lão nói: "Nó là đệ tử của tôi, xin đứng hầu bệ hạ." Minh Hoàng thưởng cho nó một đấu rượu, nó liền uống hết. Minh Hoàng lại ép uống nữa. Trương Quả Lão nói: "Chẳng nên cho nó uống nhiều, nếu qua chén, ắt sanh điều quái gở." Minh Hoàng cứ ép uống rượu để xem sự thể ra sao. Giây phút, trên đầu đệ tử hiện ra một cái quả bằng vàng. Người đệ tử biến mất, quả bằng vàng ở dưới đất trơ trơ. Dở nắp ra thấy rượu đầy quả. Coi lại, đó là quả vàng của vua. Ai nấy đều phục phép tiên của Trương Quả Lão. Vua hỏi: "Ông Trương bao nhiêu tuổi?" Ông Trương đáp: "Tôi sanh năm Bính Tý đời vua Nghiêu." Vua đừng lấy làm lạ, vì thấy ông Trương trạc 70 hay 80. Liền lệnh cho vui quan coi tướng là Hình Hòa Phát coi tuổi Trương Quả Lão, nhưng coi cũng không ra. Vua liền sai sư Dạ Quan là người coi thấu việc quỷ thần, coi cũng không biết tướng tinh của Trương Quả Lão. Khi ấy có đạo sư Diệu Pháp Thiện học được phép tiên, biết việc quỷ thần, rất được Minh Hoàng yêu mến. Được Minh Hoàng vợi đến hỏi tướng tinh của Trương Quả Lão, Diệu Pháp Thiện tâu rằng: "Nếu bệ hạ chịu cất mão cởi giày mà xin tội cho tôi với Trương Quả Lão thì tôi mới dám nói." Vua Minh Hoàng vì tính hiếu kỳ nên mới ưng chịu. Diệu Pháp Thiện tâu rằng: "Tiên ông Trương Quả Lão cưỡi lừa kỳ lắm, ngồi dây ngược ngõ ra sau, thiệt là con dơ trắng thời thượng cổ." Nói vừa dứt lời thì Diệu Pháp Thiện liền tắt thở. Vua Minh Hoàng kinh hãi, liền cất mão cởi hài như đã hứa, đến gặp Trương Quả Lão xin tội cho Pháp Thiện. Trương Quả Lão nói: "Pháp Thiện đó nhiều chuyện lắm, nếu không trị thì lộ cơ trời." Minh Hoàng cứ đứng đó năn nỉ mãi.
buộc lòng Trương Quả Lão phải tha cho Pháp Thiện. Ông đến làm phép phun nước vào mặt Pháp Thiện, thì Pháp Thiện sống lại như thường. Minh Hoàng sắc phong cho Trương Quả Lão là Thông Huyền Tiên Sinh, lại sai vẽ chân dung của ông Trương treo ở lầu Tập Hiền. Ngày kia, Minh Hoàng đi săn, bắt được con nai tại đất Hàm Dương, truyền làm thịt đại yến. Ông Trương căn rằng, nó là tiên lộc ngàn năm, chẳng nên giết. Nguyên trước đây vua Hán Võ Đế săn được con nai này, vua cho đóng đính bài trên gạt bên tả rồi thả cho đi. Minh Hoàng Triều coi lại thì trên gạt con nai có đính bài đúng như ông Trương nói, những chữ trên đính bài đã mòn. Minh Hoàng hỏi, từ đó đến nay đã bao nhiêu năm? Trương Quả Lão đáp, năm Quý Hợi, Hán Võ Đế đào ao Côn Minh, đến nay là năm Giáp Tuất, cộng lại là 852 năm. Vua Huyền Quang Thái Sử coi lại thì y số. Sau Trương Quả Lão xin về dưỡng già, Minh Hoàng giữ không được, liền ban tặng cho một chiếc xe, một cây lụa, hai lính hầu, đưa Trương Quả Lão về Hàng Châu. Ông Trương cho một tên lính hầu về triều, chỉ giữ lại một tên, rồi hai thầy trò đi vào núi Thiên Bửu. Ít lâu sau, Minh Hoàng lại cho triệu Trương Quả Lão, ông bèn giải chết. Tên lính hầu lo chôn cất tử tế rồi báo về triều. Mấy hôm sau đó, người ta lại thấy Trương Quả Lão cưỡi lừa ngược đi vào. Tên lính ấy lấy làm lạ, đào mộ của ông Trương lên xem, chỉ thấy cái hòm không. Vua Minh Hoàng hay tin, cho lập một điện thờ tại núi Thiên Bửu để thờ Trương Quả Lão. Trương Quả Lão nghìn năm cưỡi lừa ngược dạo chơi nhân gian, vương quyền và danh lợi không gì giữ chân nổi. Vì sao ông cưỡi lừa ngược? Vì đời mê lạc trong danh lợi, tình cảm và quyền thế, thường tự cảm thấy mình đang phát triển tiến lên, nhưng đạo đức kỳ thực đang xuống dốc. Trương Quả Lão cưỡi lừa ngược, biểu thị cho con đường của người tu luyện là phản bổn quy chân, đi ngược lại dòng xoáy bại hoại của nhân gian, mà trở về cảnh giới thuần chân lương thiện.